Sáng ngày 5 tháng 9, trên 16.500 học sinh của thành phố Sông Công chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 100% trường học trên địa bàn tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến. Trong lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo thành phố đã đến dự cùng cô và trò các nhà trường. Năm học này, thành phố Sông Công có trên 16.500 học sinh thuộc các cấp học với tổng số 37 trường học, trong đó có 17 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 8 trường trung học cơ sở. Năm học 2021-2022, toàn thành phố có gần 1.500 cháu huy động vào lớp 1 và gần 1.200 cháu vào lớp 6, tỷ lệ huy động đạt 100%. Ngành giáo dục đào tạo thành phố Sông Công thì cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ chính. Thứ nhất đó là chuẩn bị về các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Thứ hai là chuẩn bị về các điều kiện về phòng dịch. Thứ ba là chuẩn bị cho điều kiện về thay sách và thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Do tình hình dịch COVID-19 nên các trường trên địa bàn thành phố tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến. Công tác tổ chức đảm bảo phòng chống dịch và hạn chế số lượng giáo viên tham dự, học sinh dự khai giảng trực tuyến tại nhà. Toàn bộ nội dung của buổi lễ được 100% trường học trên địa bàn thành phố phát trực tiếp trên trang Facebook của nhà trường để tất cả các phụ huynh, học sinh và nhân dân tiện theo dõi. Lễ khai giảng được tổ chức với phần lễ, các nội dung gồm đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới, tóm tắt thành tích nổi bật của nhà trường năm học 2020-2021, phát biểu chào mừng và đánh trống khai trường, đảm bảo đúng nội dung, hình thức ngắn gọn, trang trọng, hiệu quả, tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai trường. Trong giai đoạn mà 32 năm tôi tham gia làm cô giáo cũng như để làm quản lý, thì năm nay là một năm đặc biệt nhất. Đó là một kỳ khai giảng mà không có học sinh đến trường. Các thầy cô giáo thì cũng hết sức hạn chế, các vị đại biểu cũng vậy, không có cờ hoa, cũng không có hình ảnh là các em học sinh tập duyệt trong các cái buổi đội hình đội ngũ hay là các chương trình văn nghệ. Chính vì vậy, tâm trạng năm nay đầu tiên là chúng tôi có một cái gì đó rất là bồi hồi, rất là bâng khuâng, và nó cũng có cái gì đó hơi một chút sao lòng, có thể nói là như vậy. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn xác định là vì cái tình hình thực tế thì cái an toàn vẫn là trên hết, cho nên chúng tôi sẵn sàng cho tất cả mọi nhiệm vụ. Em cảm thấy rất là vui khi mà được vinh dự được đến đây để mà dự lễ khai giảng cho đại diện của các bạn học sinh khối 6, nhưng mà cũng buồn vì không được khai giảng cùng với các bạn như mọi năm ạ. Tại các gia đình, phụ huynh học sinh cũng đã bố trí các trang thiết bị để con em mình được tham dự lễ khai giảng năm học mới. Hôm nay con cảm thấy rất buồn vì con không được đến trường dự lễ khai giảng cùng các bạn vì Covid. Nhưng khi con được xem lễ khai giảng trực tuyến trên Facebook của nhà trường thì con cảm thấy phần nào rất thì rất buồn. Mặc dù ngày hôm nay em không được tới trường dự lễ khai giảng, nhưng chúng em vẫn được tham gia qua trang fanpage của nhà trường. Chúng em vẫn cảm nhận được sự háo hức của ngày lễ khai giảng. Chúng em mong rằng trong năm học này sẽ có nhiều biến đổi tốt hơn. Đúng là năm nay là năm đầu tiên khai giảng trực tuyến này. Tôi thấy là xem qua các chương trình trực tuyến mà nhà trường khai giảng thì tôi thấy là cũng rất là tốt. Các cháu ở nhà thì cũng hứng khởi được đến trường nhiều hơn. Năm học này, thành phố Sông Công tiếp tục đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp cơ bản, trong đó tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả của vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tăng cường xây dựng nề nếp kỷ cương nhà trường, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm nhà giáo, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học. Thì trường trung học cơ sở Nguyễn Du chúng tôi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6. Thì ngay từ thời điểm trước thì chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị, đó là giáo viên đã được tập huấn về sách giáo khoa, và cho đến thời điểm hiện tại để chuẩn bị trước thềm năm học thì chúng tôi đã hoàn thành các kế hoạch giáo dục môn học, các kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, phân công giáo viên tìm hiểu về để có đầy đủ về sách giáo khoa rồi các cái tài liệu tham khảo để có thể sẵn sàng chuẩn bị cho năm học mới. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu, hứa hẹn những thành công mới. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sông Công quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong toàn ngành.